Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp phía Tây, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng, thậm chí là nắng nóng sẽ còn gia tăng hơn về cả phạm vi và cường độ. Ở Bắc Bộ, nắng nóng sẽ tập trung ở vùng đồng bằng và Trung Du Bắc Bộ với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực Hòa Bình và một số nơi ở Sơn La, nhiệt độ cao trên 37 độ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao 39 đến 40 độ. Trong khi đó, ở Trung Bộ, vùng nóng sẽ mở rộng hơn tới tận Phú Yên, nhưng mà tâm nóng thì vẫn tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt cao 36 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây nhiệt độ cao hơn, có nơi lên tới 39 độ, thậm chí là 40-41 độ. Nhiệt độ cao trong khi độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhất là thời điểm trưa và chiều, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn vẫn rất cao. Người dân cần hết sức lưu ý. Dù không chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây, nhưng Tây Nguyên và Nam Bộ lại chịu sự chi phối của khối khí ổn định, ngăn cản sự hình thành của mây, nên cả hai khu vực tiếp tục có nắng từ sớm và duy trì suốt cả ngày. Nền nhiệt chung ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 36 đến 37 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, ban đêm có lúc gió mạnh cấp 6 biển động, sóng biển cao từ 1,75 đến 3 mét. Do ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây nên hôm nay gió trên các vùng biển tiếp tục thổi đều theo hướng Đông Nam đến Nam, cường độ ở mức cấp 4 đến cấp 5. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.